Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái hệ thống Smarty trên chiếc Camry 2 Hybrid 2007. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái chức năng Steering Lock. Thì như tôi đã nói từ lúc ban đầu chúng ta học cái bài Smarty System này, thì nó sẽ có bốn cái chức năng chính: chức năng Immobilizer, chức năng Steering Lock, chức năng khởi động bằng nút nhấn này. Và chức năng là khóa cửa wireless. Thì cái wireless này là nó tổng hợp của cái vừa là khóa cửa wireless và vừa là chống trộm luôn, thì nó gồm dùng cái vậy. Thế thì chúng ta đã tìm hiểu về cái immobilizer trong video trước rồi, thì bây giờ chúng ta trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hệ thống cái steering lock, cái khóa tay lái này nó hoạt động như thế nào. Thì các ý chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chức năng của steering lock này, hoạt động của cái hệ thống steering lock và đặc điểm các chân của nó. Thì đây là tôi lấy từ trên chiếc Camry, tài liệu lấy từ chiếc Camry Hybrid 2007 ha. Đây là các tài liệu chính hãng hết. Chúng ta học chúng ta cứ canh theo những cái tài liệu chính hãng vậy thì nó sẽ chính thống hơn, chính xác hơn. Rồi trên đây người ta có ghi system outline nè. System outline nó giống như là về phần, nó là phần nguyên lý hoạt động rồi đó. Thì cái steering lock này làm gì? Nó sẽ nhận tín hiệu từ power switch và chìa. Thì trong đây, trong cái ý này á, là không phải là cái steering lock này nó nhận như thế này ha, thì trong video trước chúng ta coi rồi, nó chính là mấy cái hộp, nó ghi như vậy, tức là nó ghi cái phần outline thôi, chứ thực ra là nó là do thằng thằng main body với cái hộp certification. Cái hộp certification ECU này nó sẽ gửi tín hiệu lock hoặc unlock cái steering, tức là cái tay lái, đến cái hộp điều khiển lock này. Thì trong đây ý người ta ghi là cái hộp điều khiển này nè, cái ECU nè, steering lock ECU này nè, thì nó nằm ở trong cái steering lock luôn, nó nằm ở trong cái cụm luôn. Thì lát lát chúng ta coi chi tiết chúng ta sẽ biết ha, để mà kích hoạt motor. Rồi sau đó là cái hộp steering lock ECU này nè, nó sẽ nhận biết, nó sẽ phát hiện ra cái vị trí của cái lock bar, tức là ở trong đó nó sẽ có một cái chốt chốt khóa đó. Nhưng đây chúng ta dịch, nếu mà chúng ta dịch sát nghĩa thì nó là thanh khóa đó, và nó sẽ dừng motor tại vị trí cụ thể nào đó, cái vị trí mà nó người ta chế tạo nào đó. Tức là cái ý này của người ta là vậy, là cái thằng cái hộp certification, chúng ta nhìn theo sơ đồ đây nè, là cái power switch nè, trong cái video trước chúng ta coi đó, thì nó sẽ qua cái hộp certification này. Hộp này là hộp xác thực đó, nó xác thực chìa khóa đó, xong sau đó là nó sẽ liên hệ với mạng liên trong đây. Đây chúng ta thấy mạng liên đây, là bốn cái hộp này nè, là cái chủ đề của nó là cái mã ID ha. Đó, nó liên hệ hộp này bằng cái xác thực bằng mã ID, xong bắt đầu là nó mới tiếp tục, là nó mới điều khiển là có steering lock không, tức là cái hộp này khởi xướng là hộp này, mà khi mà trao đổi lên trên đây là trao đổi cái mạng nội bộ này ha, gồm có bốn cái hộp này. Và lúc đó đó là, tức là nó giao tiếp với nhau nhiều nhiều cái lắm, chứ không phải là cái hộp certification này là nó điều khiển này ha, nó giao tiếp trong ba trong bốn thằng này luôn đó, là nó mới ra một cái thông tin. Và cái thông tin lát chúng ta coi á, thì nó sẽ là steering lock ECU này á, nó mới quyết định là có cấp nguồn cho cái motor không. Thì lát chúng ta coi cấu tạo cái motor nằm trong đây luôn, và cái ECU á cũng nằm trong nguyên một cụm luôn đó. Thế thì khi mà cái thằng này á, mà nó đã được cấp nguồn để mà lốc tay lái rồi á, thì nó sẽ lại báo lên đây lại để cho trong hệ thống biết là đã lốc tay lái. Rồi cái ý ở dưới đây cũng vậy nữa nè, ý dưới đây thì là người ta cũng ghi vậy luôn, là hệ thống lốc tay lái, lốc hoặc unlock cái lốc tay lái, do là acti cái thành lốc tay lái á, bởi motor, tức là cái motor mà nó quay á, thì nó sẽ làm cho cái thanh cái lock bar này nè, cái chốt khóa đó nó sẽ di chuyển theo. Thì lát chúng ta sẽ coi cụ thể cái hộp steering lock ECU này nó sẽ kích hoạt motor thông qua tín hiệu từ certification ECU và main body ECU. Đây, certification ECU và main body ECU, thì chẳng qua nó ghi như vậy, thì chúng ta nhìn theo sơ đồ, và chúng ta bữa giờ chúng ta mà có coi các video chúng ta sẽ hiểu ra vậy nè. Thì tức là nó vậy, để mà
nó lock hay là nó unlock cái tay lái đây đây á, thì nó đầu tiên á, nó phải cần xác thực. Cái ví dụ như giống như cái ý vừa rồi là nó nói chưa có đầy đủ hết, ví dụ nó phải cần xác thực là của thằng này nhận, nó có nhiệm vụ là nhận cái của tín hiệu sóng của power switch của chìa khóa nè, cái smart key nè, chìa khóa nè, và nó cần phải giao tiếp với thằng này nữa để nó xác thực. Rồi một khi nó xác thực rồi á, nó phải báo về thằng main body này, bởi vì main body này giống như là thằng chính này đó, nó là thằng điều, nó là thằng điều khiển chính trên cái điện thương xe đó. Bởi vì thằng này thì nó biết tổng hết, thằng này biết tổng hết thì giờ nó biết thêm các điều kiện của khác nữa, trong rồi nó mới ra, nó mới kêu rồi được, nó mới kích hoạt, nó cho này kích hoạt. Tức là muốn kích hoạt thằng này thì là phải ba thằng này đều biết và ba thằng này đều tham gia vô. Còn cái đây là tôi nhắc lại ha, đây là những cái mô tả, những cái system outline, tức là những cái vòng ngoài thôi đó, những cái hiểu biết chung ha, nên người ta không có ghi là cụ thể chi tiết. Giờ chúng ta muốn biết chi tiết thì chúng ta phải tìm hiểu vô. Ở đây nó sẽ có một cái mạng nội bộ ở đây nè, một cái mạng link nè, mạng nội bộ dùng để thông tin truyền thông giữa các ISO trong hệ thống này. Thì như lúc nãy tôi nói là ở đây chúng ta sẽ có bốn cái ISO, bốn cái ISO chính đó, đó là nó ở trong cái mạng link này. Mạng link là cái mạng nó có một giây thôi, nó truyền thông theo kiểu dữ liệu mà nó có một giây thôi. Thì ít nữa chúng ta sẽ có một cái video tìm hiểu về các mạng này. Rồi ở đây nó có thêm cái là chức năng của các ISO nè, có liên quan nè. Thứ nhất là cái Sterling Lock Actuator, tức là cái này là cái bộ chấp hành của Sterling Lock. Thì nó bao gồm có gì? Nó gồm có một cái motor, cái lock bar đó, là tức là cái chốt khóa đó, motor cái chốt khóa. Rồi một cái cảm biến, là cảm biến vị trí nè, là lock hay là unlock, tức là cảm biến vị trí này nó sẽ báo cho là đang ở vị trí lock hay là unlock. Và nó được kích hoạt bởi cái ISO Stanley Lock. Còn cái ISO Stanley Lock này nó làm gì? Nó bao gồm nè, nó bao gồm cái bộ chấp hành lúc nãy vừa kể phía trên đây. Cái ISO này nó sẽ kích hoạt cái Stanley Lock, tức là cái khóa tay lái đó, dựa vào cái tín hiệu từ main body ISO và trên cái hộp xác thực, tức là hộp certification ISO. Và nó sẽ có là nhiệm vụ gì nữa, là nó phát hiện cái Stirling Lock, là phát hiện cái Stirling tay lái này ở vị trí lock hoặc là unlock, và sau đó nó sẽ gửi cái trạng thái này về cho các ISO biết. Đây riêng nó ghi các ISO luôn, là bao gồm là cái như lúc nãy tôi nói rồi đó, là nó cho nó trao đổi chính cái mạng link mà, thì lúc đó nó sẽ gửi về cho chung luôn, cho main body ISO, cho certification ISO và cho hộp ID code biết luôn. Còn cái main body ISO nó có nhiệm vụ làm gì? Đây nó sẽ có, nó sẽ cấp nguồn nè. Đây nó sẽ cấp nguồn cho thằng cấp nguồn, nó sẽ giao tiếp với Stanlock ISO để mà cấp nguồn kích hoạt cho cái motor. Main body ISO và certification ISO là nó cũng sẽ kết hợp để mà nó khởi động động cơ, khởi động xe đó, trên cái chiếc Camry này, mình Camry Hybrid này chúng ta dùng là khởi động xe thì chính xác hơn. Sau khi nó đã nhận tín hiệu unlock từ Stirling Lock ISO, tức là sau khi mà cái Stirling Lock ISO này á, cái cột lái này á, nó mở tay lái thì bắt đầu nó mới báo về cho main body ISO này, báo về cho certification này biết thì bắt đầu là main body này nó mới liên hệ với lại thằng Hybrid Vehicle Control ISO đó. Đó thì bắt đầu nó mới cho khởi động xe. Rồi còn cái hộp certification ISO này làm cái gì? Đây nó cũng sẽ gửi tín hiệu, như lúc nãy tôi nói rồi, nó gửi tín hiệu về cho cái Stirling Lock ISO để mà nó lock hoặc là unlock cái tay lái. Main body, hộp main body và cái hộp certification này nó cũng giống như trên đây ha, nó cũng ghi đây ha, là nó phải nhận được tín hiệu đã mở tay lái của cái Stirling Lock ISO này rồi nó mới cho xe khởi động. Ở trong đây nó có cái IG2 relay, tức là relay IG2 á, là để điều khiển, nó được điều khiển bởi cái main body và cái tín hiệu này á, là nó sẽ là cái tín hiệu cái này là để mà nó kích hoạt khi mà chúng ta coi video trước á, nếu mà khi main body á mà nó kích hoạt cái IG2 relay này đó, là tức là nó lúc đó nó cấp nguồn cho cái Stirling Lock ISO này nè, nôm na là vậy. Rồi giờ chúng ta tìm hiểu thêm về cái giao tiếp link mà lúc nãy chúng ta coi á.
tức là nó có bốn hộp nó giao tiếp với nhau á, là tên lock ISO, rồi certification ISO, main body ISO và ID code box nè. Thì ở đây người ta có ghi hết nè ha. Thì đầu tiên là như thế này, cột này ha là cái thằng gửi nè, đây là gửi main body ISO nè, gửi nè, còn này là nhận nè. Ví dụ như main body ISO nè, nó sẽ gửi, nó gửi cái tín hiệu, đây là tín hiệu cho thằng nhận. Thằng nhận là tên lock ISO nè, nó gửi tín hiệu gì, là nó gửi tín hiệu là cấp nguồn nè, trạng thái cấp nguồn đó, đến cái steering lock ISO. Thì cái steering lock ISO này khi mà nó nhận được tín hiệu này đó, thì nó sẽ điều khiển đến cái motor đó, thì nó sẽ qua cái giao tiếp là cái mạng liên này. Thì tất nhiên đó, nó sẽ mã hóa đi, nó sẽ mã hóa đi. Ví dụ như giờ chúng ta thấy ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ví dụ như nó sẽ có 13 lệnh này đi, thì nó sẽ mã hóa 13 lệnh này thành một cái mã code. Mã code thì bây giờ nó cứ gửi một cái mã code nào đó thì nó sẽ tương ứng với lệnh này ha. À, tức là nó truyền không bằng, nó truyền bằng mã code ha. Bằng gọi là kiểu số đó. Rồi ví dụ như cái thứ hai nè, là cái steering lock nè. Cái đầu tiên là thằng gửi là main body ha, nhận là steering lock. Còn cái này là thằng gửi là steering lock nè, và nhận là bang này luôn. Certification ISO, main body ISO, ID code box, là trạng thái, là trạng thái nghỉ nè. À, ví dụ như làm xong hết rồi thì nó nghỉ, thì nó sẽ gửi cho trạng thái đó. Rồi còn trạng thái, còn cái hàng thứ ba đây là nó gửi trạng thái của lock và unlock đó. Thì tất cả ở đây thì đây tôi để ở đây để cho chúng ta có thời gian thì chúng ta cứ ngồi chúng ta coi nó đều có gửi hết. À, là ba nó là đều gửi bằng giao tiếp dạng bằng mạng liên hết. Thì mới nhấn những cái dữ liệu này thì chúng ta không thể nào dùng đồng hồ với em mà chúng ta coi được, thì chúng ta phải coi bằng chẩn đoán, bằng máy chẩn đoán. Còn ví dụ giống như giờ trên YouTube, trên mạng giờ người ta làm rất nhiều các cách, là người ta can thiệp vô trong cái con chip trong đó, người ta đọc cái những cái dòng lệnh nó trong đó ra là nó sẽ ra thôi. Rồi vị trí của các thiết bị đây, chúng ta thấy này, đây là hộp này, hộp cầu trì ha. Đó, hộp cầu trì thì nó sẽ có các relay IG2, rồi cái nói chung là cái hộp cầu trì có liên quan đây. Còn này là cột lái thì cái steering lock actuator, tức là cái bộ chấp hành, thì nó nằm trên cột lái này, nó khóa cột lái này. Đó. Còn này là cái như chúng ta biết, bữa chúng ta coi nè, đây là main body ID code box, thì nó nằm ngay chỗ phía dưới tắp lô. Rồi hộp xác thực, hộp certification thì nó nằm ngay góc, ngay chỗ chân của bên ghế phụ đó. Ghế phụ đây, nguyên một đám đồng hồ nằm đây. Rồi chúng ta tìm hiểu về cái nguyên lý nó lắp cột lái ha. Đây là cột lái này. Đây nó sẽ có motor. Motor này nó nhỏ giống như motor mà lốc cửa hết đó, nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Đó, khi motor này nó quay thì nó sẽ chuyển động qua đây. Chuyển động đây thì nó sẽ làm cho thằng này nó dịch chuyển lên xuống. Khi xuống về lốc lên là unlock. Thì cái này thì nó dùng một cái con cảm biến hold nè, thì nó để biết được vị trí nào là vị trí lốc và vị trí nào là vị trí unlock. Còn có một số cái steering lock mà loại đơn giản thì nó dùng cái công tắc hành trình thôi. Công tắc hành trình cũng là nó giống như là ở trong cái con chuột, cái motor lốc cửa mà loại thường đó, chúng ta mở ra ta không thấy. Mà trên cái loại trên mấy chiếc mà Camry đời mới sau này cũng vậy nữa, thì nó cũng có những cái công tắc để nó biết vị trí ha. Tức là cái này hoàn toàn có thể dùng dạng cơ cũng được, còn không nữa thì một số cái này nó dùng dạng IC, nó dùng dạng cảm biến. Rồi đây chúng ta thấy nè, đây này chúng ta nhìn thấy mặt ở ngoài nè ha. Thì đây là cái giắc, thì ở trong đây luôn thì nó sẽ để cái ISO nằm trong đây luôn, ISO mà điều khiển cái steering lock này nè. Còn chỗ này chúng ta thấy là motor ha, còn này nó sẽ bắt ốc ra ngoài, lát chúng ta sẽ coi nó sẽ bắt ốc đâu nè ha. Đây thì cái motor nhỏ nè, motor vậy tơ vậy, không là nó sẽ quay rồi nó dẫn động cái bánh răng này. Bánh răng đỡ này thì nó sẽ làm cho cái chỗ này nè, đây chúng ta thấy nè, cái này chính là cái lock bar nè, cái thanh lock đó, cái thanh khóa đó, nó sẽ làm cho cái này đi ra đi vào đi ra đi vô.
thì chơi thì nó sẽ có một cái ví dụ như trên cái mặt này nè, thì nó sẽ có cái mạch điện nó chụp lên, hoặc là nó sẽ có cái tùy mạch điện chụp lên thì có nhiều cái là cái công tắc mà nó biết vị trí nó sẽ nằm trên mạch điện, mà có nhiều cái thì nó sẽ nó công tắc đó nó dạng công tắc cơ thì nó sẽ làm ra ngoài. Ví dụ như cái loại này thì nó sẽ có mạch điện nó chụp lên. À, thì tôi nhắc lại ha, cái này chính là đây nè, anh này. Thì khi chúng ta cái motor quay, cái này nó quay thì nó sẽ làm cho cái lock bar này nè, nó đi ra đi vào, thuộc ra thuộc vào đây. À, tức là cái này về nguyên lý thì chúng ta nhìn theo như vậy cho nó dễ, chứ về thực tế thì nó là vậy. À, cái motor đây chuyển qua đây, motor nó chuyển qua bánh răng đây, xong rồi nó làm cho thanh này thuộc ra thuộc vô, thì cái thanh này chính là lock bar. Rồi đây chúng ta nhìn thấy đây, đây là hình thực tế đây ha, đây là cột lái này. Thì đây, đây là cái stern lock. Đây, stern lock là của này ha. Thì chúng ta thấy nó có ốc đây nè ha. Ốc này là để nó bắt đây ha. Đây chúng ta thấy này. Ốc này để bắt vô. Đây là cột lái ha. Đây, bắt vô. Ốc này để bắt vô đây. Muốn tháo này ra, phải tháo ốc này ra chứ. Đó, tháo ra. Đây ha. Đây nhìn từ trên xuống nè. Đây nhìn từ trên xuống. Đây nhìn màu mặt này ha. Đây nhìn từ trên xuống. Đó. Đó, thì con ốc này nè, là ốc này đây. Còn khi mà chúng ta nhìn góc ở trong đây á, thì cái lúc đó là cái thanh lock bar này nè. Đây cái thanh lock bar này nè, thì nó đã nằm ở dưới đây rồi, nó bị khuất rồi. Tại vì nó đây, để nó lock cái cột lái này nè. Nó khuất rồi, nó nên chúng ta chỉ thấy được góc vậy. Rồi trên cái stern lock mà của xe Audi á thì cái motor nó lớn hơn, thì cách nó khác, nhưng mà nguyên lý này nhìn chung nó đều vậy. Đây chúng ta thấy nè, đây cái mạch điện dòng đó, nó sẽ có con chip đó. Thì chúng ta coi trên mấy cái video trên YouTube á, một khi chúng ta đã nắm được nền tảng có cái nền đó, thì chúng ta lên trên YouTube chúng ta coi, nó sẽ có con chip này đây. Nó cần can thiệp gì nó can thiệp vô con chip này. Ở đây là relay, rồi còn ba cái này là ba cái công tắc để nó biết vị trí đó. Đó, nó biết vị trí là lên trên mặt này nè. Còn đây motor thì motor chúng ta thấy là nó khác, cái nó lớn hơn cái motor kia của mình nhiều, phải không? Motor trên xe Toyota đây, motor đây. Thế thì khi đây motor này mà nó quay thì nó dẫn động này thì nó sẽ làm cho này đi ra đi vô, nó làm cho cái tấm màu đen này đi ra đi vô, tấm màu đen này nó ra vô nè. Đó là nó lóc kiểu vậy nè. Giờ chúng ta nhìn theo hình này nè ha, tức là cái này khi này người ta đang rút chìa ra nè, lúc chìa ra thì cái motor này nó sẽ quay cho này nó chạy ra, chìa ra nè, đó nó chạy đây nè. Còn mình định ta đưa vào chìa vào nè, là nó cái này là phần này nè, nó chạy vô nè. À, thì tức là cái phần này nó chạy vô là do cái motor thôi, motor này quay nè, motor này quay thì nó dẫn động cái bánh răng đây. Đó. Thì tức là cái ý tôi nói là gì, là cái cách mà nó nguyên lý thì như nhau, nhưng mà nó cái cách mà nó thiết kế nó khác nhau. À, nhắc lại ha, này rút chìa ra nó nằm đây, đó, này rút chìa vào nè, thì nó motor nó kéo để giật cái này ra. Rồi chúng ta coi thêm về cái steering lock của trên chiếc Land Rover nè. Ví dụ như các bạn mình cũng có thể về cái vụ về phụ tùng vậy nè, là chúng ta kết hợp vừa chúng ta học mà chúng ta coi luôn ở chân mấy trên trang bán hàng, trang eBay hay là trang Alibaba, đặc biệt là mấy trang bên Mỹ á, eBay rồi trang Amazon á, đó là của mấy cái công ty, mấy cái cửa hàng mà nó bán hàng, nó chụp hình rất rõ. Đây cũng là một cái steering lock của trên chiếc Land Rover. Đây chúng ta thấy nè, thì cái cách nó không, chúng ta nhìn nguyên lý thì như nhau, nhưng mà cái cách mà người ta thiết kế nó khác nhau. Ví dụ như này ha, này là nó có hộp đây, điều khiển đây, hộp đây dắt đây, ghim đây ha, dắt đây dắt nhiều chân, còn ra đây ra hai chân điều khiển motor đây. Đó. Thì trên mà cái cột lái á, thì nó là này đây, nó nắm đây đó, khi nó gắn vô thì nó dài. À, chúng ta thấy nè, cái phần ở dưới đây nè, cái phần mà cái phần lock bar thì nó nằm dưới đây, là mình không thấy đây, lock bar đây nằm dưới đây đó, là nó khóa đó, nó khóa à, cái phần lock bar là cụm này chứ, đó là nó khóa đây. Còn này là nguyên cái stern lock đây ha. Còn nhìn ở góc này thì nó là này.
nói luôn đi đi, coi có mấy giây đi, rồi nó ngoài. Ở đây là nguyên cái cụm ECU mà điều khiển lốc cái vô lăng nè. Thì đây nó có cái giắc là cái giắc đó là giắc cái E51 nè, nó gồm 7 dây nè. 2 dây mát từ bên phải đến qua, 2 dây mát này sẽ là chân số 1 và số 2. Đây sẽ là chân số 7. Đây giắc E51. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mạch điện đó nè. Đó. Thì trên chiếc Camry 207 Hybrid này, chúng ta mà kiểm tra trên sơ đồ á, tra trên tài liệu á, on demand hay là on data, thì chúng ta sẽ không kiếm ra cái hệ thống riêng, mà nó sẽ là thằng stain lock này nè, nó sẽ nằm ở trong cái smart key system này đó. Đây đó, nó chỉ vậy thôi. Đó, giờ chúng ta coi là nó trên cái trên sơ đồ nó là E51 Stainless ECU, là trong đây là nó bao gồm, nó vẽ đây trong bao gồm có motor đây luôn à, motor trong đây, rồi nó có tổng cộng là 1 2 3 4 5 6 7, nó là 7 chân à, nó 7 chân tổng cộng là 7, có 7 chân thôi. Rồi nó cũng có dây ha, ví dụ như dây về thì dây số chúng ta nhìn những quen rồi ha. Dây số 6 là dây này, lúc nãy là từ IG2 nè. Chân này là chân phải qua cái relay IG2, tức là phải được điều khiển bởi main body. Main body mà nó cho thì cái này mới có nguồn dương đến đây. Còn nguồn dương này là dương thường trực. Dương thường trực lúc nào hầu hết các hộp á, các hộp thì nó đều có thằng dương thường trực á, để mà nó nuôi nguồn để mà nó biết, giống như lúc nãy chúng ta coi á, nó sẽ có một số cái trạng thái khi mà nó liên lạc nhau, là trạng thái sleep, trạng thái mà nó ngủ đó. Đó nên là lúc nào hầu như các hộp nó hầu đều có cái chân dương thường trực vậy. Còn dương này, dương sau công tắc này nó biết là đang hoạt động nè. Rồi nó sẽ có hai chân SLR cộng và SLP đưa về hộp main body. Đây, hộp main body. Thì trong đó chân SLP này á, là cái chân này là chân biết vị trí, báo về biết vị trí, còn chân này là chân kích, là để cho cái steering lock ECU này nó biết nè, nó biết là hoạt động nè, xong đầu nó mới bản thân nó được lập trình đó để mà giao tiếp á, rồi nó mới kích hoạt này. Còn chân này, chân liên lúc nãy tôi nói nè ha, là chân này nó sẽ giao tiếp chung với lại các hộp certification ECU, rồi hộp ID code box, rồi hộp main body và cái hộp steering lock. Đây nó giao tiếp bằng cái mạng liên đây. Còn hai chân này là hai chân mát. Rồi chúng ta thấy ha, đây là 7 chân. Rồi cái mạch nó này là bên ngoài thì là các chân nãy mình nhìn đây ha. Còn bên trong thì nó sẽ là M cộng, M trừ là của motor. Còn này là nó vị trí. Này là vị trí này, nó biết cái vị trí lock. Đây là biết vị trí của unlock, thì nó có dương, một đầu âm ở đây ha. Thì trên đây nó có mô tả nè. Đây mạch này là mạch cấp nguồn đến chân B của Stainless ECU, sử dụng để mà cấp nguồn cho cái CPU motor, và để mà nó bằng cái mạng liên. Đây nói chung ở trên đây nó có ghi hết đầy đủ hết ra. Rồi mạch tín hiệu unlock. Rồi đây mạch tín hiệu unlock thì cái giắc E51 là này đây ha. Khi mà ECU memory ECU mà nó nhận được cái tín hiệu này á, thì nó sẽ cho xe khởi động. Trong đây ghi là engine á, nhưng mà xe chiếc hybrid này thì nó có thể nó chạy bằng engine, nó chạy bằng động cơ đốt trong, hoặc là bằng điện, để mà nó ngăn ngừa là động cơ đã khởi động rồi á, mà tay lái bị lốc đó, thì nên là cái tín hiệu này nó phải đi trước. Rồi bây giờ chúng ta qua cái bảng này, qua cái bảng này chúng ta phân tích rõ hơn về cái đặc điểm các chân. Ví dụ như chân 1 là chân rau nè, đây chân 1 đây, chân map. Chân map đo với thân xe thì nè, đây là màu dây ha, màu dây là màu dây trắng sụp đen, đó trắng sụp đen. Khi đo map với thân xe thì nó sẽ ra, đây người ta mô tả chân là chân này chân rau, chân map. Thì nó sẽ là điều kiện là luôn luôn, tức là khi mà đo chân số 1 của giắc E51 với lại thân xe thì dây đó dây nào, dây đó là dây trắng sụp đen, và cái chân này tên là gì, chân là rao, thì điều kiện là nó lúc nào nó cũng phải thông nhau, tức là đây ghi là luôn luôn
Tức là điều kiện là lúc nào nó cũng phải xảy ra cái điều kiện này, tức là đo lúc nào cũng phải là dưới 1V. Đây ha, đo lúc nào dưới 1V. Tức là chẳng qua là dây này là dây mát thôi, thì đo đo với mát thì nó phải thông nhau. Nó phải là dưới 1V, nhưng mà nếu mà ok nhất là gần 0V đó. Đây nó ghi là dưới 1V là ok rồi. Rồi chân số 2. Tức là chân này. SGND. Đó. Đây thì chân này thì nó ghi là đây nó cũng là dây chân trắng sọc đen luôn. Và SGND này nó tên của chân là signal ground, tức là tín hiệu mát. Chân này cũng vậy nữa, là cũng là dưới 1V. Tức là đo lúc nào cũng là dưới 1V là tốt. Chân thứ ba là chân IGE. Đây chân IGE là chân số 3. Đây là chân này, chân số 3 đây, giác 51. Cái chân kế tiếp là chân số 3. Đây chân số 3. Đây chân số 3 đây. Thì nó chính là dây màu nâu, nó là chân SLR cộng. Và qua chân cái steering lock issue thì nó là chân IGE. Là chân đây, chân này ha. Thì khi đo cái chân IGE này với lại chân mát á, thì đây người ta mô tả chân này là chân mà cấp nguồn cho cái dẫn động cái motor. Thì khi mà cái motor này nó hoạt động á thì nó là dưới 1V. Còn khi motor này nó không hoạt động á thì nó trên đây tài liệu người ta ghi là 10 đến 12V, nhưng mà theo tôi á, theo tôi thì cái này chắc người ta có nhầm lẫn, tức là hai cái này. Tức là mấy cái này á là các trường hợp ở dưới đây nó đều là 10 14V hết rồi. 14V. Tức là nó sẽ đo cái trường hợp là nếu mà nó là dương á thì là 14V, còn nếu mà âm á thì nó là dưới 1V, tức là 0V á, gần 0V á. Mà trong trường hợp này thì cái này nó lại ghi là 10 12V, thì chắc là người ta có nhầm lẫn. Bởi vì sao? Bởi vì trên chiếc hybrid á là khi mà chúng ta bật qua bên ACC đó, nó đặc điểm nó khác với lại chiếc nó khác với lại bên chiếc mấy chiếc xe thường á, là khi mà chúng ta đề xe, chúng ta chưa đề xe đó, chưa nổ động cơ đó, thì chúng ta đo điện áp của nguồn, tức điện áp của ắc quy là 12V, gần 12V. Nhưng mà khi chúng ta đề máy nổ rồi đó thì chúng ta sẽ đo điện áp được là gần 14V, 13V mấy, gần 14V đó. Cái đó lý do là tại sao? Là do máy phát lúc đó nó hoạt động. Đó, tức là ở trên chiếc xe thường á thì khi động cơ mà nó hoạt động thì chúng ta sẽ đo được là từ 10 đến 14V. Đó. Còn nhìn chiếc xe Camry Hybrid này á, thì khi chúng ta động cơ chưa hoạt động luôn, nhưng mà khi mà bảo đã bật qua bên ACC rồi, đã bật qua công tắc máy đã cấp nguồn rồi, thì nó sẽ là từ 10 đến 14V. Bởi vì sao? Lúc đó nó sẽ lấy pin, nó lấy cái pin cao áp á, nó lấy cái nguồn pin cao áp ở phía đuôi xe đó, nó đưa lên, trong nó đưa qua cái bộ chuyển đổi và nó sẽ thay giống như thay máy phát luôn, để nó cấp điện luôn. À, thì cái này cũng đã có một cái video tôi đã đề cập tới chuyện này rồi. À, nên là ở đây trên cái tài liệu này tôi vẫn để cái tài liệu nguyên mẫu, nó ghi 10 12V, nhưng mà theo tôi nghĩ là chính xác nhất là từ 10 14V. Rồi tiếp theo là chân này. Là chân SLP1. Là chân số 4. SLP1 chân số 4. Chân này là chân nó sẽ gửi tín hiệu là đã đến vị trí unlock chưa. Thì trên đây cái điều kiện là khi mà cái cột lái mà bị khóa đó, khi cột lái mà bị khóa là sẽ đo được là từ 10 đến 14V. Còn khi cái cột lái không bị khóa đó sẽ đo là ở dưới 1V. Chân số 5 là chân của bằng lin, chân số 5 như này. Thì chúng ta đây nó là giao tiếp mạng lin. Thì khi cái công tắc power switch á, tức là cái công tắc startup á mà chúng ta bật ở chế độ on á, tức là cái nấc thứ hai đó, thì nó sẽ là dạng của nó sẽ là dạng xung, chúng ta không đo được áp, chúng ta được áp chúng ta sẽ dùng máy chẩn đoán chúng ta đo dạng xung. Rồi cái chân IG2 á, IG2 là chân chân này đây, chân black màu đen đây, IG2 thì nó là tín hiệu IG. Thì lúc này khi mà bật power switch bật on á thì đo sẽ là 10 đến 14V. Rồi tương tự như vậy là chân số 7 là chân B. Đây. Rồi cái này là nguồn ha, là lúc nào, tức là cái này là nguồn thường trực nè. IG2 này nè là sau công tắc nè. Đó, khi bật công tắc lên mới có, còn này là thường trực nè, từ 10 14V, đây từ 10 14V. Rồi một số cái lưu ý nè. Trong đây nó ghi nè. Đó, lưu ý là khi mà disconnect tháo cái cáp âm thì
thì phải làm theo cái hướng dẫn, một số hướng dẫn mà trên cái Camry 207 này là nó sẽ có một cái hệ thống là SFE system, thì ít nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cái hệ thống này sau. Thì nó ghi là khi mà chúng ta tháo cái thay á, thay các actuator đó, thì chúng ta ví dụ như nói chung là khi chúng ta tháo ra thì chúng ta phải khai báo chìa lại, khai báo ID code lại cho hệ thống. Nếu mà cái gấu chấp hành này tháo ra nè, nếu mà còn thông nữa ha, khi mà nếu mà tháo cái bộ chấp hành này nè, thì phải là mở hoặc là và đóng cái cửa của tài xế thì động cơ mới có thể là khởi động. Này nó giải thích nè, là khi mở hoặc đóng á thì cái cửa của tài xế đó, thì sẽ làm cho cái steering lock ở actuator này nè, cái bộ này nè, là nó sẽ giống như mình nó sẽ nhớ lại cái vị trí của cái lock bar nè. Ở đây người ta cũng ghi thêm nè, là khi công tắc power switch á mà nó ở off, tức là công tắc start off á mà chúng ta tắt đi rồi đó, thì cái main body này á, là nó có thể là nó sẽ ở chế độ sleep. Và nếu main body này mà nó đang ở chế độ sleep á thì chúng ta sẽ không có đưa cái máy chẩn đoán vào kích hoạt được. Do đó cần phải mở và đóng cửa của tài xế thì nó mới làm cho cái hộp ISO, hộp main body này nó thoát khỏi chế độ sleep mode. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.